Chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ cho anh em xem máy chơi game Sony PS Vita trên 10 năm tuổi, nghe nhạc Rmip, hot TikTok trên YouTube. Và đây mình lướt web xem YouTube trên máy chơi game Sony PS Vita trên 10 năm tuổi. We'll be right back.